Mến chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhật ký Xà Lan nha. Thì hôm nay Nhật ký Xà Lan sẽ thực hiện cái video Xà Lan chạy ban đêm cho quý anh chị và các bạn cùng xem nha quý anh chị. Thì cũng có bạn comment bên dưới để góp ý kêu mình làm một cái video Xà Lan cảnh chạy ban đêm cho các bạn xem nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video xà lan chạy trong trong đường nhỏ nhưng mà không ra cua được thì người ta đậu lại. Anh chứ anh chỉ gì vậy trời? Anh sao chạy anh chứ anh chỉ đêm nha quý anh chị. Chiếc này hiện tại đang chạy nước xuôi và không dám ra dầm phải sáng, thành ra mấy ảnh đang ghe lại để đậu nhờ vào xe lan mình nha. Thì hiện tại anh đang ghe hết công sức máy rồi quý anh chị, thì do mình quay ban đêm nên thành ra không có thấy cái khói máy nha. Thì quý anh chị và các bạn nghe cái hơi máy là mình biết rồi, này là chưa hết công sức nhưng mà cũng công sức chạy cũng rất là lớn rồi nha. Thì do cái dầm cái sắn ở ngoài cái đường cong nghe nó khá nguy hiểm nên cái chiếc này trọng tải cũng rất là lớn, làm ra cũng không có dám ra nước xuôi nha quý chị. Nếu đi ra nước xuôi thì gặp những phương tiện ở ngoài thì ngược vào thì không có đường mà né nha. Thì cái độ bên thuyền trưởng bên chiếc tàu đang về ở đây thì ổng đảm bảo sự an toàn cho ổng, ổng chọn cái phương án là ổng đậu lại cặp xà lan mình để ổng đợi nước lớn chảy vô ổng mới ra dầm nha. Mình chuẩn bị mình bắt dây giùm cho mấy anh bên xà lan đây nha quý anh chị. Thì hiện tại cái hướng ngoài dầm ngoài có một chiếc xà lan cẩm đang vô đây quý anh chị. Tá à, chúc vào đây. Để mình gửi dây cho mình coi nha. Hiện tại mình đã bắt cộng dây lái vào phía xà lan mình dùng cái ảnh này quý chị. Cộng dây lái bắt phía đây đây. Thì xà lan từ từ đang tắt vô nha. Bắt vỏ con dây ngàn mấy chứ này, ngàn mấy, ngàn tư à?
Ừ. Bơm trong kinh Bắc Hộ vậy anh? Hả? Bơm đâu ạ? À, trong kinh Bắc Hộ vậy? Lòng số 2 á. Ờ. Tới mùng 1 trời lớn rồi sao chạy ra đây sao không đồng lại nữa. Chắc dở rồi. Hiện tại cái chiếc xe lan nổi tăng ga nước xuôi thì ta không dám ra trong cái sáng thì ta đậu lại nhờ cặp mình để mà đổ nước nha. Thì phía bên kia cái luồng cũng còn hẹp. Thì có một chiếc ở ngoài dòng cái sáng đang đi cái ngược vô nè. Thì phía trong này có một chiếc đang đi nước xuôi thành ra cái đường nó bị hạn chế lại lúc này nha. Thì hiện tại bên đó chiếc xe lan đang đi nước xuôi đang ra lại đây. Thì có anh em yêu cầu mình quay cái cảnh xà lan đi ban đêm thì hôm nay mình sẽ thực hiện cảnh ban đêm cho quý anh chị em và các bạn xem nha. Thì ban đêm thì nó không có được rõ nét như ban ngày nha quý anh chị. Thì cái đường thủy thì chạy ra đường không có gì trừ khi những trường hợp mà bị hạn chế tầm nhìn này kia lâu lâu mất đèn thôi. Thì trường hợp này quá xéo. Thì trường hợp khi mà phức tầm nhìn hoặc là cua này kia mới bắt đèn nha anh chị. Anh nhìn chữ này rất là xéo nha. Chứ này biển số của Cà Mau cái chú này cũng lớn tuổi rồi. Rồi chúc anh em xà lan của Cà Mau thuận lợi bình an nha. Chiếc xà lan lúc nãy đang ve là để đậu người đang mình đang chiếc này mới hỏi thăm thông tin là chiếc này 1.400 nha quý chị. Này chạy cái động cơ N14 hộp số 6 cua dung tích 55 nha. Thì mình mới xin thông tin của cái anh chủ xà lan cho thông tin. Rồi là chiếc tối thành ra mình không có bản mình xin để mình quay review mình chỉ đang siêu đẹp là được nha. Chiếc này rất là đẹp nha quý chị. Chiếc này mới có số hộ để hoạt động có mới có được có 7 tháng và cũng rất là mới nha. Thì mình quan sát là thấy bên đây bên xà lan bên đây thì anh bên đây rất là kỹ nha quý chị. Thì quý chị thấy dàn độn dàn vỏ xe mà treo hai bên để làm độn để tránh cái chống da đập đó, chống ma sát giữa xà lan và xà lan với nhau đó, thì ảnh sơn nước sơn những vòng tròn hết rồi quý anh chị. Chị Vinh gần ở bên chị xem sơn sơn trong cái khung trong khung tròn trong hết rồi.